Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay My Bitcoin sẽ gửi tới mọi người dự án Eliswap Round 2 nhận token ELT nha các bạn. Thì trước đây mình cũng có hướng dẫn các bạn tham gia ở Round 1 rồi. Thì hiện tại thì nó đang có chương trình trong Round 2. Thì trước đây mình cũng có hướng dẫn các bạn ở là ELT ở Round 1 rồi. Đây. Thì ở Round 1 chúng ta là nhận là 1.200. Thì hiện tại ở round 1 đã kết thúc rồi, thì hiện tại nó đang có chương trình là ở round 2. Thì ở bao nhiêu đây? Vậy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ở round 2 nhé. Để nhận thì tham gia vào round 2, các bạn sẽ nhận được là 1.000 token ELT. Thì cái con token ELT này cũng là cái dự án này cũng là một cái sàn, nó có sàn DEX riêng tương tự như Uniswap thôi nha các bạn. Thì hiện tại thì con token này nó đã có thông tin list trên sàn Hotbit rồi, list trên sàn Coinbit rồi nha các bạn, và CoinMarketCap. Thì để tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn ấn vào nút start để chat với bot. Tiếp theo thì các bạn ấn vào continue. Sau đó các bạn cộng hai số này lại và điền lại kết quả dưới đây nhé. Nhầm nhầm. Ok, thì sau khi các bạn điền lại captcha xong thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Thì hiện tại thì con này đã có nó đã list trên Coinbit rồi các bạn ạ. Đợi mình xem thế sao đấy nhé. Đợi mình tí. ELT. List rồi các bạn ạ. Volume cũng khá là ổn đấy. Với giá của nó là 0.00087. 008 ấy. Đợi mình tính ra xem. 0087 thì với giá 1.000 là ok, gần 10 gần 9 đô các bạn, ngon ấy. Thì cộng với rau 1 với rau 2 thì rất khá là ngon. Ok, thì sau khi các bạn nhập mã captcha trên bot xong thì các bạn kéo xuống đây chúng ta làm cái nhiệm vụ sau. Đầu tiên thì chúng ta join vào kênh Telegram group cho nhiệm vụ đầu tiên. Thì bạn nào làm ở rau 1 thì chắc chắn cũng đã join hết rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần kiểm tra lại thôi nhé. Các bạn bạn nào chưa join thì các bạn tiến hành join nhé. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo là join vào kênh channel. Các bạn vào channel. Chúng ta tiến hành join. Ở đây mình cũng đã join từ trước rồi. Join ở round 1 rồi. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo là follow từ Twitter. Các bạn ấn vào từ Twitter. Chúng ta tiến hành follow và chia sẻ là bài viết nhé. Thì rep này đến đến từ nguồn iRep 6 nhé. Thì nguồn iRep 6 cũng là một nguồn iRep rất là uy tín. Cho nên các bạn yên tâm mà làm dự án này nhé. Thì trên tờ Twitter của dự án Eliswap này các bạn tiến hành theo dõi. Sau đó các bạn kéo xuống đây thì ở bài viết đã ghi này này, bài viết có lúc 4 giờ này, các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn ấn vào nút chia sẻ, chúng ta chia sẻ lại một cách trực tiếp nhé. Các bạn ấn vào tờ viết lại. Sau đó thì các bạn quay trở lại bot. Các bạn kéo xuống đây. Các bạn ấn vào nút don giúp mình nhé. Tiếp theo đó thì hỏi chúng ta đã join vào kênh channel chưa thì các bạn ấn vào nút don. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại username từ Twitter. Username từ Twitter thì các bạn quay trở lại từ Twitter, các bạn quay trở lại tường nhà, các bạn chọn avatar. Các bạn copy cái username ở dưới phần tên của các bạn lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái username từ Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo thì nó hỏi chúng ta đã join vào kênh liên kết với dự án chưa? Thì bạn nào chưa join thì các bạn ấn vào nút All Avatar Channel này, các bạn ấn vào đường link này nhé. Chúng ta tiến hành join. Thì kênh liên kết với dự án hôm nay là nguồn iRep 6 thì một nguồn ai thì nguồn iRep 6 là một nguồn iRep rất là uy tín nha các bạn. Cho nên các bạn yên tâm mà làm dự án này. Thì sau khi bạn nào chưa join thì các bạn tiến hành join vào nhé. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Các bạn ấn vào nút don. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ quỹ ERC20. Địa chỉ quỹ thì các bạn dùng quỹ Trust Wallet hoặc là quỹ MetaMask hoặc là Mizer Wallet nhé. Các bạn copy lại cái địa chỉ quỹ ETH của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái địa chỉ quỹ ETH của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok, thì sau khi hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ thì các bạn sẽ thấy trong phần balance sheet trên bot của các bạn là có 1.000 token LT. Và ở dưới đây là link red của bạn, các bạn copy lại link red đi tin theo bạn bè để nhận thêm token nhé. Thì qua mỗi lượt refer các bạn sẽ nhận được thêm là 50 token LT. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận 1.000 token LT từ dự án Eliswap đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.